Chào các con, cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 12. Bài hôm nay chúng mình sẽ học về bài Sunrise và chúng mình sẽ được học thêm một ký hiệu mới trong nhạc, đó là dấu dáng được ghi là flat sign. Vậy thì khi một dấu dáng ký hiệu như thế này đặt trước một nốt nhạc thì chúng ta sẽ chơi về phím gần nhất ở phía tay trái của phím trắng đó, thường thì sẽ chơi phím màu đen nhé. Và bây giờ các con cũng nhìn vào bàn phím này, cô sẽ chỉ cho các con biết dấu si dáng được viết ở khóa pha như thế này. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy phím si trắng ở đây thì chúng ta lùi về bên trái thì sẽ có si dáng ở bên trái phím si thường. Thế còn bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con là đọc nốt nhạc khóa son và khóa pha bản nhạc này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với khóa son. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Đô, pha, rê, mi, pha, rê, đô, hai, lặng. Rê, lặng, đô, lặng, mi, pha, hai, lặng, hai. Đô, pha, rê, mi, pha, rê, đô, hai. Rê, pha, đô, pha, mi, pha, son, pha, hai. Đó là phần nốt của khóa son. Trước khi đọc nốt của khóa pha thì cô sẽ chỉ cho các con. Đây là dấu dáng đặt trước nốt si này. Chúng ta sẽ đọc cao độ nốt si dáng. Và khi chơi thì chúng ta cũng ấn vào phím si dáng. Nốt này nữa cũng là si dáng và đây cũng là si dáng. Còn những nốt khác thì chúng ta đã quen thuộc đối với những bài học trước rồi. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con nốt nhạc của bản nhạc này. 1, 2, 3, 4. Fa, la. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Si, lặng. La, lặng. Son, lặng. Fa, hai. Fa, la, 1, 2, si, 2, la, 2, si, 2, la, 2, son, 2, fa, 2. Rồi, nốt nhạc có cao độ hơi thấp một chút. Bây giờ thì các con cùng quan sát cô chơi trên đàn bản nhạc này nhé. Cô sẽ hướng dẫn cho các con chơi khóa son, khóa pha và hai tay của bản nhạc này. Trước khi vào bài học Sunrise, cô sẽ hướng dẫn cho các con là phím si dáng ở đâu nhé. Vậy trước tiên chúng ta sẽ cần xác định phím si thường, tức là phím si trắng. Rồi chúng ta lùi về phím ngay sát bên trái của phím si. Như vậy chúng ta sẽ tìm được phím si dáng là phím này nhé. Bây giờ cô sẽ làm từng tay với khóa son và khóa pha để các con dễ hình dung và đọc nốt nhạc nhé. Cô sẽ xuất phát với khóa son trước. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Đô, pha, rê, mi, pha, rê, đô, hai, lặng. Rê, lặng, đô, lặng, mi, pha, hai, một, hai. Và nốt si dáng thì các con đặt ngón 2. Bây giờ cô sẽ bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Fa, la, lặng. 1, 2, 3, 4. Si, lặng. La, lặng. Sa, lặng. Fa. Chúng ta nhìn thấy dấu lặng nhé, thì các con
Thả tay ra khỏi phím đàn, thả lỏng, nâng cổ tay, rồi chúng ta nhấc tay ra khỏi phím nhé. Dấu lặng là dấu mà chúng ta sẽ ngắt tiếng đàn, chúng ta không ngân, giống như là các nốt tròn, nốt trắng hoặc là nốt trắng chấm. Thế thì chúng ta để ý các dấu lặng khi xuất hiện trong bài thì chúng ta thả tay dù là phải hay tay trái nhé. Bây giờ thì cô sẽ chơi tay phải và tay trái với nhau, giống một bài hoàn chỉnh. Cô bắt đầu chơi nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bây giờ cô sẽ bật nhạc beat với tốc độ chậm và tốc độ nhanh. Một, hai, ba, bốn. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài Sunrise trang số 12. Có một vài điểm lưu ý trong bài này, đó là dấu lặng này, dấu dáng ở phím C này và sự kết hợp hai tay cùng một lúc với nhau ở đoạn cuối của bài nhé. Cô chúc các con luyện tập bài này thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở bài học sau.